đúng Đó là mắc đứa ai rồi. trên Mimo Mày đó. nhìn mày nhìn tới tao xong là mày phải đưa tao 500k tiền bộ mắt. Cái mày phải nhìn xong rồi mày đưa tao 500k tiền bộ. Ôi, tính ra mày phải đưa tao tiền bộ mắt luôn á. Mày phải đưa tao chứ. Mày xong này xem phú quan trọng nhất cuộc đời tao. Mày phải đưa tao chứ. Mày xong này xem phú quan trọng nhất cuộc đời tao. Thôi, toàn cả bị mất. 3, 2, 1, legendary. Ê, các cháu, ông hỏi đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để ở đâu? Tại sao các cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy? Cái con công này mày chạy, cái con công mày đi ra coi. Ok. Con công. Đấy. Chụp hình. Ông mà chụp hình ngay chỗ này nó hơi bị che không ta? Chọn chỗ chụp thì nó chụp, chọn chỗ này để chụp. Nói. Đi, để tao chờ, để tao xem hentai của tao. Để tao chờ, để tao xem hentai của tao. Con tao lấy mày. Mình chỉ đọc chuyện, mình đọc chuyện. Hai ba. Ba. Do con này mà dánh ra hồ tao một cái. Tao đang chụp hình của mày, tao cười mày lắm, tao mới chụp hình của mày. Thôi mày đi mẹ xin. Thôi xin Facebook đéo cho rồi thôi. Quê. Cười mày lắm tao mới cho mày, tao mới chụp hình của mày. Con mẹ con này mày chết. Mày đây xúc phạm người đẹp lắm. Bạn là nhất. Nhất bạn rồi. Tao sẽ bắt mày nắm bạn. Cái quần mày bị rách rồi kìa. Cái quần của nó bị rách rồi kìa. Tôi không nghĩ đâu. Bạn đẹp mình đẹp hơn. Bạn đẹp bạn có. Đôi khi bạn đẹp mình có nói gì đâu. Thôi xuất sắc. Mình sẽ ôn lộn mình đẹp trai nhá. Cái xong rồi các bạn ơi, đấy, năm sau lần đăng lên cảm xúc. Mình đã nhìn bạn gì đâu mà mình rất là xinh hay là đẹp thấu. Ca xúc phạm người đẹp, chúc người đẹp. Ca đừng có đánh, chúc người đẹp rất đẹp. Đưa nó chụp ca đây, đưa nó chụp ca đây. Xúc phạm người đẹp là đưa nó chụp ca. Thôi, cho em xin 500k tiền chụp ảnh. Cho em xin 500k tiền chụp ảnh. Lừa rồi, thề. Ôi là trời. Cho tao xin 500k đi làm thuế. Thật là thật tao xin 5 tỷ tiền chụp thuế. Không phải có vậy. Cho em xin 500k tiền chụp ảnh. Bạn đã chụp phòng mà chứ. Thôi mọi người cho mình xin ngồi nhẹ trong phòng đi. Đúng rồi. Ê, đuôi này.
bạn trong mấy hành động, hai chục thành công, mấy thành công ấy, mà kiểu như mấy thành công mà còn vui là cái hạnh phúc nó lại nó cút, xong rồi hành công nó bắt hạnh phúc lên khóc nhau chơi. Cha đi trời. Đấy, rồi. Đấy á, đến mày á. Ừ. Rồi, ok, cảm ơn. Mẹ xin Facebook đéo cho ở đây mẹ. Cha ta 50k tiền mày nhìn tao. Cha ta 50k tiền mày nhìn tao. Tao lấy mày. Thôi bây giờ đi xin mặt cửa ấy, mặt cửa cho mày. Mày nhìn tao, mày cho tao 50k nha. Cho tao xin 500k tiền ung thư mắt của tao. Mày nhìn mày riết mẹ được thương mắt. Mày nhìn tao nha. Nhìn mày riết thương mắt. Mình sẽ cho bạn 500.000 đô. Tiền âm phủ. Ơ đồ. Thôi xuất sắc mình. Em tiền âm phủ. Xin Facebook bị đéo cho. Mày xây cả ông, mày nhìn cái quần xây xanh của tao xong rồi mày. Mày làm bắt tao. Mày làm cho tao xin 500k tiền chụp ảnh kéo lúc nãy. 500k tiền chụp ảnh kéo. Tiền âm phủ đúng không? Tiền âm phủ đúng không? Tiền âm phủ đúng không? Là tao đã mua cho nhiều lắm. Tại mày cái quần xây của tao đã đắt vậy nè. Ủa cái này bậy nha. Bậy á. Mày bảo sao mày kêu tao không? Tại mày. Tại mày mà cũng quần xì của tao mày mà không phải tao đâu. Mày cũng kêu. Mày cũng kêu. Mày cứ đi theo tao. Ai biết gì đâu. Anh em thấy cái gì đó sai sai không anh em? Mày nhìn xem mày nhìn, mày đứa nào là 500k đây. Mày là một cái gì? Mày nhìn xem mày nhìn, mày lỡ nhìn sao mày đứa nào là 500k đây. Mày cho bạn 500 đô tiền âm phủ nhá. Một lấy không? 500 đô tiền âm phủ. Giờ thẻ này anh thằng kia. Đéo thể tin được, thề với cả các bạn. Cái mắt của mày xấu ấy. Thế mày gắm mắt mày xấu á. Để tao đi chỉnh cái mắt khác cho mày nhìn mày vừa lòng. Má nó chỉnh mắt lé thì chết mẹ cái gì mà ăn thì tôi chạy từng 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 ba thấy ghét quá. Cái mắt này mắt thường trong... á. Cái mắt này đâu dùng tôi đâu. Mắt này đẹp trai không? Đấy, mắt này đẹp trai không? Đẹp. Đâu, đẹp ơi. Mắt này giống mắt bị mù vậy ta. Đúng rồi. Còn chạy nước mũi từng từng đâu đâu đâu, cho ta xem thử. Ủa thế chảy đâu trời? Chảy. Anh em thấy cái gì sai không anh em? À, cổ của bạn lại màu xanh rồi mình màu đen. Con này trai gái. Với bạn này không phải trai, không phải gái đâu, bạn này VD. Tiêu chán à? Đâu để tao vô xem thử coi. Có không muốn giống là VD ấy. Mà nói xong rồi sao? Đó. Mày tao thấy cái dựng nhỏ ra mày. Thôi. Vậy mà mày tôi không nhìn thấy một cái gì luôn. Ơi. Ôi chết, mẹ trong đây còn con nít không mà cứ nói gì thế, chết rồi. Không nhìn thấy gì luôn anh em. Còn con nít đâu. Con sữa nó mới có 2K12 hả, nói như thế thì chết đó. 2K18. Sữa có K12 nó sẽ K17 rồi. Mình K18. Mình K17. K21, mình mới đẻ. Mình K22. Mình đến được tương lai. Mình có 77 nhá. Mình có tương lai. Nói một từ thôi kệ mẹ các bạn. Đấy là một từ. Nói một từ thôi ui trời. Không. Nín hết đi. Mình có 9. Ôi trời 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 trời. 9 hả? Nhỏ vậy em. Nhỏ vậy. Nhìn có chị Vân. Gọi chị Vân chị là rồi đi em. 3-4 quá. Bạn hơn mình. Rồi tao lại chồng từ giờ đi kìa. Mình ca 98 chia giảng lập nhỉ. Mình ca 7, bỏ số 7 đằng sau đi là ca 7 nhá. Phát sinh quá hay sao mày nhìn?
Tí tí của bạn này chắc là nếu mà bạn này kiểu bạn này mà áo ca lâu ấy chắc chứng tỏ tí bạn này to. Ê cào, mày có phơi không? Cho tao xin đi, tao cho mày coi hai cục của tao. Cào, cào. Dạ được chưa? Dạ được chưa? Cái gì? Cái gì? Mày có phơi không? Tao đang ăn. Cho tao xin. Tao đang ăn. Mày lên rồi mày viết cáo năng động nữa ra có hình avatar có cọp bảy màu ấy. Tao cho mày nhìn hai cái cục bảy màu tao. Tao cho mày nhìn hai cái cục bảy màu tao. What? What the fuck? Tại sao các cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy? Ăn hoài. Ăn như heo. Cáo, mày muốn nhìn gửi của tao không? Điều thì tin được thề với cả các bạn. Cho thì tao xem. Tao làm tết cho mày xem này, tao mở cho mày coi nhá. Đéo bao giờ để mày tránh khỏi bọn mồm. Các bạn có cho tao sống yên bình tí được không? Ta đúng rồi, mày nhìn tết tao xong là mày phải đưa tao 500k tiền bổ mắt. Cái mày phải nhìn xong rồi mày đưa tao 500k tiền bổ. Ủa tính ra mày phải đưa tao tiền bổ mất luôn á. Mày phải đưa tao chứ. Để xong này xem thứ quan trọng nhất của đời tao. Mày phải đưa tao chứ. Để xong này xem thứ quan trọng nhất của đời tao. Thôi toàn cả bí mật. Thai nó đớp bùm bùm như thế. Đớp từ trong ra ngoài, đớp từ trên xuống dưới. Nghĩ đến cảnh bố mẹ nuôi mình 18 năm ăn học, từ lúc lọt lòng ra đến tận bây giờ, có phải là để nó đớp đâu. Em có nghĩ thế không? Đấy, cứ nghĩ như thế bao nhiêu năm ốm đau bệnh tật ăn uống, chỉ có bố mẹ lo cho mình, bây giờ lại để trai nó đớp. Em có thấy thương bố thương mẹ không? Dạo này còn livestream trên Mimo nữa không anh? Trời ơi! Vãi cả chảnh chó! Hello? Mày là ai? Tao nói mày là ai? Mày là ai? Mày là ai? Mày là ai? Tao sống hiền lành như vậy mà tại sao cũng không yên với các ngươi nữa? Tao hỏi mày là ai? Mày là ai? Cái ông đó lớn hơn tuổi hơn mày á, ok. Vâng, em xin lỗi anh. Anh chết luôn đi, anh nhìn em mà anh không đưa em ra cho ta tiền bổ mắt là anh đê chết luôn đi. Chết đến người. Mày đôi hiên thôi. Mày nhìn hai cái núi của tao xong mày đéo đưa tao tiền à. Đéo đưa tao tiền à. Ủa rồi tao có gửi thấy tin nhắn gì đâu kìa. À đù. Nhìn lên tết của tao ấy. Chưa, tao chạy tết để tao mang mày tết cái. Mày chờ tao tìm, mày đứng lên tết của tao nhá. Mày chờ tao đăng cái kia xong tao cho mày 3 giây mày nhìn là tao xóa. Cái gì? Mày đứng lên tết của tao mày coi cái này đi. Tao cho mày tiền bổ mắt luôn đi. Đứng lên đâu. Coi tết của tao. Vô cái trang của tao mày coi tết của tao đi. Nhanh gọn lẹ 3 giây thôi. Tại sao các cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy? Từ từ đi rồi tao. Tao xem cái thằng mày ăn không ạ. 3 giây thôi. 1, 2, 3, ok tao xóa tết. Ok, tao chưa xem mà. Nhanh. Mày để tao out ra vào lại cái. Out ra mày. Ung thư vãi liền thề. Subscribe vào YouTube.